Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Mã số của tôi là 636B Nguyễn Thị Thủy. Hôm nay là buổi học thứ 20 và chỉ còn một ngày nữa là bế giảng khóa học 21 ngày bước nhã lượng tử trong kinh doanh theo mặt. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn tới người bảo trợ của tôi, đó là bạn thân Thị Kim Yến, người đã cho tôi biết đến tổ chức Win to Win, công ty VKS. Cảm ơn huấn luyện viên trưởng anh Nguyễn Huy Hoàng đã cho tôi vào cả lớp buổi học cuối cùng với nhiều bài học rất là tuyệt vời. Bài học đầu tiên là sức mạnh đến từ trí tưởng tượng, thì đây là nguồn sức mạnh lớn biến tất cả những gì bạn mơ ước thành hiện thực, và bạn là sẽ những gì bạn nghĩ như mục tiêu, ước mơ, tương lai của bạn. Và kỹ năng phối hợp sau sự kiện như quảng bá, giao tiếp, phụng sự, tương tác với nhau, bọn sẽ trưởng thành trước khi đội nhóm của mình trưởng thành, và bọn sẽ đủ lớn trước khi hệ thống của mình lớn lên. Và học phong cách của người chuyên nghiệp và cái vũ khí để khi ra chiến trường là sức mạnh của sự tập trung và sự hấp dẫn. Năm điểm sáng của con người đó là thân, tập thể dục để vận động để có sức khỏe tốt và không tồn tại tinh thần mạnh mẽ trên thân thể của người yếu đuối, tâm on lọt, tâm thiện, thì chúng ta chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Trí tệ, tệ còn cao thì nhân còn sớm, thiện luật nhân quả, nhẫn một chút trời quang mây tạnh, lùi một bước biển rộng trời cao thanh thang. Và leadership ở đây là lãnh đạo, là sự ảnh hưởng không hư không kém, và lãnh đạo không chức danh là lãnh đạo cao nhất, và là người phục vụ được nhiều người nhất và ảnh hưởng được nhiều người nhất. Và lãnh đạo ở đây là lãnh đạo về cái kết quả của chúng ta phụ thuộc vào và giúp được bao nhiêu người thành công, và lãnh đạo bằng kết quả, lãnh đạo bằng cách làm gương, và lãnh đạo bằng cách là đồng hành, dẫn dắt và kỷ luật với bản thân mình. Và lãnh đạo cao nhất là lãnh đạo đã trong tình yêu thương. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong đội trợ giảng đã luôn hỗ trợ học viên chúng tôi sau mỗi buổi học, mà cảm ơn trợ giảng chị Nguyễn Thị Hồng đã luôn luôn động viên và hỗ trợ cho tôi trong quá trình làm bài tập. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.